Alo. Cậu à, xin lỗi, mình đồng chí Thao bán phim đây mà. Vâng. Hỏi thăm thế tình hình con chim nó thế nào rồi? Ổn, ổn, ổn. Ổn à? Nó về nó có gáy luôn không? Còn bây giờ tình trạng nào, cậu có ưng không? Ừ. Ưng à? Ừ. Thế bảo mới đầu hôm hỏi mà mua thì cứ nọ kia, bảo là nếu mà ưng thì phải gọi điện cảm ơn, là chả thấy gọi điện. À, có gọi hay không nghe máy đâu. Thấy cũng gọi nhớ thật. Không nghe máy đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì thấy cũng gọi nhớ thì lâu lâu nay dội dội đặt lại cái sổ xem theo dõi thì hỏi lại khách hàng xem là có ổn không. Ừ, được, nhưng mà con nào hay không? Bây giờ còn con nào hay chú nào bất cả đều. Chú thì thật ra có nhiều con nó cũng rất là hay, nhưng mà dạo này rồi nó đang ỉu, nó đang chuốt lông này thì nói hoa mỹ quá không thể có thể được, vì chim nó có mùa của nó. Có những Quan con trọng là thì nói thẳng luôn là có những thời điểm đỉnh điểm tố chất nó lộ ra rồi thì cực hay luôn. quan trọng là đấy, nó có tố chất là chủ đề bất cảm đấy có không? Thì đấy, để mấy em đưa có con nào thì giới thiệu, chứ mình không không bán chim như nhiều người ào ào được đâu, nghĩa là nó phải đặc như nào thì mình sẽ bán như thế. Hiện nay là có không? Hiện nay thì cũng phải đợi cho nó nổi nổi tí, hoặc là chim mình cũng đi gửi để cho nó lên phim, chứ không phải mình để tất ở nhà. À, có thì alo. Rồi rồi rồi, tóm lại là cái con 3,5 triệu là ok đúng không? Ưng ý thì chia sẻ bạn bè thôi nhá, cảm ơn. Rồi, Rồi rồi. rồi, mình Thế đang thì ở có địa chỉ đâu nhỉ? Hà Đông. Hà Đông, rồi rồi, ok. Thế có gì anh điện cho em ý mà em vừa đặt vấn đề ấy nhé. Rồi thì mình bán hàng này là mình có thủ theo dõi khách hàng, hôm qua để cho cậu là ngày 2 tháng 11 mà. Mình những cái con mà tầm đôi 3 triệu đổ lên là mình hay phải hỏi lại ý kiến khách hàng để mình còn rút kinh nghiệm trong cái việc bán Nhất chim. trí thôi. Rồi rồi, thế nhá. Rồi rồi, cảm ơn bạn, chào bạn nhá. Em chào khách đi em. Được, này biết chào khách. Sao tiếng gáy chim cu gây ra bể nước lời ru bùa bầm vừa chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm trọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, trào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website alo. Alo.